Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Hôm nay mình sẽ nấu canh chua chay nha cả nhà. Không có thịt cá gì hết. Nguyên liệu là giá này cả nhà. Trời ơi, mình rửa vậy mà cũng còn sót. Giá, cà chua. Cái này là ngó cái gì, cuộc sen hay sao cả nhà. Ngổ với ngò gai. Cái này măng chua hôm bữa mình giới thiệu cả nhà là mình làm măng chua. Đó, 3 ngày là nó đã chua. Nên hôm nay mình bỏ măng chua. Nếu mà măng chua mà nó không có đủ chua thì mình sẽ bỏ me nha cả nhà. Đây me đây. Đó, thịt chiên. Thịt chiên kiểu giống như mình bỏ da vô, mình sợ nó nổ cả nhà, nên mình sẽ lọc cái da ra. Thịt mình chiên rồi bắt đầu ăn kèm với đậu bắp luộc nha. Làm gì làm mình cũng không có thiếu ly cà phê nha cả nhà. Đó. Đó, me nè, me cả nhà này ơi, một thẩu nè cả nhà. Đó, nấu canh chua riết bây giờ còn gần hết rồi này, thấy chưa? Đó, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Đậu bắp luộc, nấu canh chua chay với măng. Trời ơi, ngon lắm cả nhà ơi, 3 ngày là nó chua nè, thấy chưa? Mình bắt chước mình làm nó cũng trắng tươi luôn. Học ở trên mạng nha cả nhà. Mình học ở trên mạng á, chứ mình không, mình vừa ngó mình vừa làm. Rồi, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày với mình nha. Ok.